4 nguyên tắc giúp bạn đổi đời. 1. Nhất định phải học cách âm thầm phát tài. Con người nếu quá kiêu ngạo sẽ có ngày tự hủy hoại bản thân. Hãy học cách tĩnh lặng, âm thầm. Đừng bao giờ đi khoe khoang với người khác về tài sản của bạn, cũng như những thành tựu của bạn. Nghe thì thấy mọi người sẽ khen ngợi và ngưỡng mộ bạn, nhưng trên thực tế, họ đều có cảm giác ghen tị với bạn. Những con người thực sự thông thái, họ sớm đã tự điều chỉnh được mình và ở chế độ im lặng. 2. Đừng bao giờ trở thành người nói nhiều. Bạn thấy bạn đang nói những lời tốt đẹp giúp cho người khác để họ thay đổi, họ phát triển. Thế nhưng đối với họ, bạn chỉ là người đang nói nhiều mà thôi. Đừng nghĩ những người xung quanh vì bạn mà thay đổi. Họ chỉ vì túi tiền của bạn mà chủ động thay đổi. Nguyên tắc trong thế giới của người trưởng thành, trước đồng tiền là lợi ích. Tiểu nhân đi trước, quân tử đi sau. 3. Đừng làm người sĩ diện quá lớn. Kẻ mạnh thường hay độc lập một mình. Chẳng có gì là ngại ngùng xấu hổ. Người khác có nói gì hay nghĩ gì về họ, họ đều không quan tâm và hoàn toàn tĩnh tâm. Còn người yếu lại đi nghĩ quá nhiều về những lời người khác nói dành cho mình. Người khác nói một hai câu về họ, họ ăn không ngon, ngủ không yên. Đơn giản là họ sợ những lời nói phán xét. 4. Trước khi bạn thành công, phải biết kiềm chế dục vọng. Như thế nào là kiềm chế dục vọng? Tức là trước khi kiếm được tiền thì hãy cắt bỏ đi những mối quan hệ chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ. Lúc còn trẻ dùng thời gian để hưởng thụ, sau về già nhất định sẽ phải dùng sự cực khổ để trả giá. Chỉ có người yếu mới cần bạn bè, kẻ mạnh căn bản không cần những thứ dục vọng đó. Bạn hãy suy nghĩ lại xem thử có đúng hay không nhé.